Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi học số 118 và giao bài của buổi số 119. Vậy thì lúc đầu giờ thì cô đã để thời gian chờ cho các bạn rồi. Thì bây giờ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ sách vở thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Trong phần chữa bài của buổi học ngày hôm nay chúng ta có phần chữa bài với cấu trúc câu it takes hoặc it took. Chúng ta sẽ chia nó theo thì, ví dụ chúng ta nếu chia hiện tại đơn nó có là it takes, còn nếu là quá khứ đơn thì có it took. Vậy chúng ta có câu ví dụ như thế này: It took me 1 hour to finish my homework. Đúng không ạ? Tôi mất gì ạ? Tôi dành 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài tập về nhà của tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cấu trúc câu it takes để xem rằng cấu trúc câu này dùng như thế nào và nó diễn tả điều gì. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghi phần lý thuyết vào giúp cô nhé. Đây. Trong phần lý thuyết này chúng ta học với cấu trúc câu it takes time to do something. Các bạn thấy không ạ? Hai công thức này nó giống nhau nhưng chỉ khác nhau mỗi một chút, đó là chúng ta có câu số 2 ta có dùng cho một người nào đó. Đúng không ạ? It takes somebody time to work. Chúng ta dùng hai câu này để nói về việc ai đó dành bao nhiêu thời gian hoặc tốn bao nhiêu thời gian hoặc mất bao nhiêu thời gian để làm việc gì. Đúng không ạ? Nếu như là chúng ta nói về chính bản thân mình thì chúng ta sẽ không cần it takes me. No. Và các bạn, nếu như chúng ta nói về những người khác thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ để tân ngữ phía sau. Ta có hai câu ví dụ như thế này: It takes years to learn to play flute. Tôi mất rất là nhiều thời gian để học thổi sáo, đúng không ạ? Thế thì khi này thì bản thân câu số 1 khi các bạn đọc lên, các bạn thấy rằng là ai ở đây là người mất thời gian, chính là người nói. Thì người ta sẽ không để tân ngữ me vào đây. Nhưng mà ngược lại với câu số 2, khi ta nói là It takes Mary 50 minutes to put on her makeup. Mary dành ra 15 phút để trang điểm. Thế khi này thì người dành ra 15 phút chính là Mary. Vậy ta phải để tân ngữ Mary ở đây. It takes Mary. Đã. Thế thì các bạn sẽ ghi lại mở rộng của cấu trúc câu it take hoặc là it took. Khi nào các bạn chuyển sang quá khứ đơn, tạm như chúng ta sẽ học thì chúng ta sẽ dùng với cái it took. Còn hiện tại đơn ta dùng it takes. Thì các bạn sẽ có thời gian để ghi lại bài nhé. Bạn nào chúng ta không hiểu thì các bạn sẽ hỏi cô luôn nhé. Các bạn comment xuống phía dưới hỏi cô. Thực ra thì cấu trúc câu này chúng ta cũng không có gì quá khó. Nhưng bạn chú ý rằng là đằng sau của it take hoặc it took thì động từ các bạn phải có dạng to work. Các bạn thấy không ạ? To play hoặc là to put on. Đó. Nhớ dạng to work. Sau đó khi chúng ta chép xong phần bài mở rộng này, chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi học ngày hôm nay. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của bài học ngày hôm nay nhé. Chữa bài xong thì chúng ta sẽ có một phần bài tập mở rộng cho phần cấu trúc câu này. Thế bây giờ mình cứ chữa bài đi thôi nhé. Nào, câu 1. Anh ấy dành 3 tiếng để đi từ Hà Nội đến Sapa. Rồi, vậy câu 1 ta có anh ấy đã dành 3 tiếng để đi từ Hà Nội đến Sapa. Khi đọc câu này lên thì tình huống ta thấy rằng đây là một hành động mà người nói đã làm rồi, đúng không ạ? Anh ấy đã dành 3 tiếng để đi từ Hà Nội đến Sapa. Vậy khi này thì động từ take của chúng mình phải chuyển thành took. It took. Anh ấy, chúng ta tân ngữ it took him. 3 tiếng chúng ta có 3 hours to travel
from Hà Nội to Sapa. Đó. Khi này mình thấy rằng là câu này đang ở quá khứ đơn. Vậy thì động từ take phải chuyển thành động từ took. Và tân ngữ ở đây là tân ngữ him, anh ấy, đúng không ạ? Chúng ta không được ghi là he nhá, mà phải là it took him 3 hours to travel. Là đi đấy, đúng không ạ? Từ đâu đến đâu ta có from to, from Hà Nội to Sapa. Các bạn chữa lại bài và giúp cô nhé. Bạn nào ta chưa làm được thì các bạn chữa lại bài. Các bạn nhớ rằng là động từ quá khứ của take các bạn phải chuyển thành took. Và trong cả 5 câu dịch bài ngày hôm nay thì chúng ta đều dùng với dạng là động từ quá khứ của take, đó là took. Rồi, câu 2. Cô ấy dành 30 phút để dọn nhà. Ok, câu 2 các bạn, cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé. Cô ấy dành 30 phút để dọn nhà. Rồi, vậy chúng ta có chủ ngữ cô ấy. Cô ấy dành bao nhiêu thời gian để làm gì? Vậy ta có it took. Tân ngữ cô ấy sẽ là her. 30 phút ta có 30 minutes. It took her 30 minutes. Để dọn nhà, to clean the house. Động từ dọn nhà, clean. It took her 30 minutes to clean the house. Dọn dẹp nhà cửa thì động từ là động từ clean. Ở khi này mình thấy rằng là người ta dùng với cấu trúc câu it took somebody time to do something. Vậy khi này các bạn phải dùng với dạng là to clean. Các bạn nhớ nhá, chứ chúng ta không được dùng là cleaning hoặc là cleans. No, to clean. Được chưa? To clean. Đó. Chữa bài vào nhé. Bạn nào chưa làm được thì các bạn chữa lại bài. Rồi, câu 3. Chúng tôi dành nhiều năm để học tiếng Anh. Ok, ta có it took. Chúng tôi đã dành nhiều năm để học tiếng Anh. Vậy, tân ngữ chúng tôi sẽ là it took us. Đúng không ạ? Nhiều năm, many years. Many years. To learn English. Wow. Okay. It took us many years to learn English. Khi này động từ take được chuyển về dạng quá khứ là took. Tân ngữ chúng tôi, chúng ta không được dùng là we mà phải chuyển sang tân ngữ, chúng ta chuyển dùng là us. It took us nhiều năm, chúng ta có many cộng với một danh từ đếm được. Vậy chúng ta sẽ có là many years. Nhớ từ years thêm đuôi s. Many years. Học, ta có động từ learn. Và khi này mình phải dùng với dạng to learn tiếng Anh và có tân ngữ English. Many years to learn English. Đó, các bạn chữa lại bài nhé. It took us many years to learn English. Chúng ta thấy rằng là đi sau với many thì mình cộng với một danh từ đếm được số nhiều, đúng không? Vậy thì từ years chúng ta phải thêm đuôi s.
Rồi. Câu 4, mẹ tôi dành 2 tiếng để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật. Mẹ tôi đã dành 2 tiếng để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật. Rồi vậy chúng ta có it took mẹ tôi, chúng ta có tân ngữ my mother. It took my mother 2 tiếng, 2 hours. Để chuẩn bị chúng ta nhớ dùng cái dạng to verb, vậy ta có to prepare for the birthday party. Đó. Đầu tiên thì động từ chuẩn bị sẽ là động từ prepare. Và khi này mình phải dùng cái dạng to verb, vậy ta có to prepare. It took my mother 2 hours to prepare for the birthday party. Câu 5. Bố tôi dành 45 phút để rửa xe ô tô. Rồi, vậy ta có it took my father, đúng không ạ? Tân ngữ bố tôi là my father. 45 phút ta có 40 minutes để rửa xe, to wash the car. Rửa xe hoặc giặt quần áo, đúng không ạ? Ta sẽ dùng với động từ wash. It took my father 45 minutes to wash the car. Đó, tân ngữ bố tôi này, phải nhớ dùng với cả động từ ở dạng to verb, vậy là to wash the car. Ok, vậy chúng ta sẽ có thời gian để xem lại. 5 câu trong bài dịch ngày hôm nay chúng ta đều dùng với một cấu trúc, đó là it took somebody time to do something. Và các bạn nhớ rằng là khi dùng với cấu trúc câu này nó sẽ mang ý nghĩa là ai đó dành thời gian hoặc mất bao nhiêu thời gian để làm gì. Và sau với động từ took, chúng ta nhớ rằng là cộng với dạng động từ to verb, dạng động từ biến thể nhé. Bạn nào chúng ta chưa làm được bài thì các bạn sẽ làm lại giúp cô. Các bạn sẽ ghi lại bài vào. Sau đó thì chúng ta sẽ có một phần bài tập mở rộng. Phần bài tập mở rộng tới đây thì chúng ta sẽ có là phần chuyển câu dùng với cấu trúc it takes someone time to do something. Đó. Viết lại câu bằng cấu trúc it takes hoặc it took. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thời gian suy nghĩ, chỉ có 5 câu thôi. Thì bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ và các bạn làm bài, một chút nữa thì cô sẽ chữa bài nhé.
Rồi, vậy chúng ta sẽ có là gì ạ? Con trai tôi đã dành 3 năm đi học ở cái trường cao đẳng này. Vậy chúng ta có tân ngữ là it took my son 3 years to study. Đúng không ạ? Khi này động từ studying phải chuyển về thành study. In this college. It took my son 3 years to study in this college. Đó, tân ngữ ở đây sẽ là my son. 3 năm sẽ là 3 years. Và khi này động từ studying chuyển thành study. To study. Câu 5. I spend 2 hours doing my homework every day. Every day. Homework. Ok. Rồi vậy chúng ta có tôi đã dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm bài tập về nhà. Vậy it takes me 2 hours each day to do my homework. Đấy, khi này chúng ta thấy rằng là chúng ta dùng với hiện tại đơn. Tại sao? Tại vì từ spend nó đang ở hiện tại đơn này. Và khi này mình chuyển sang hiện tại đơn thì từ take nó vẫn được giữ nguyên là takes. Và nhớ chia động từ nhá. It takes me 2 hours. Doing phải chuyển thành to do my homework every day. Đó. Và chúng ta sẽ có thời gian để xem lại 5 câu chuyển từ spend chuyển sang took. Và động và hai cấu trúc câu này thì về mặt cách sử dụng và ý nghĩa của nó giống nhau. Thế nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng khi dùng với spend thì động từ phải là động từ doing. Và chuyển sang take hoặc là took thì sẽ là to verb nhá. Doing to do, preparing to prepare, vân vân. Đó, về ý nghĩa thì nó giống nhau, thế nhưng mà về mặt cấu trúc câu thì nó hơi khác một tí, đúng không ạ? Spend thì sẽ dùng với verb in, còn take thì dùng với to verb. Rồi. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua phần bài tập về nhà của buổi học ngày hôm nay nhé. À, với buổi học ngày mai thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần lý thuyết mới, đó là lý thuyết về cách sử dụng của cấu trúc câu enough. Vậy thì buổi học ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc câu này và các bạn về nhà sẽ chuẩn bị trước phần bài tập này nhé. Ngày mai chúng ta chữa bài. Và bây giờ các bạn sẽ có thời gian để ghi lại bài nhé.